Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Lai Chevo chia sẻ cho quý vị các bạn cái cảnh cầu Trần Phú của Nha Trang. Thì cầu Trần Phú bữa nay đã lên đèn LED trở lại rồi này quý vị, rất là đẹp. Đèn LED này là dúng đèn LED ngay thời điểm ban đầu này. Cái dàn đèn LED của cầu Trần Phú này là đã thay đổi rất là nhiều lần. Trước là làm một cái hàng rào trắng, bây giờ là chuyển qua là làm cái kiểu hình nón này, rất là đẹp. Rất là nhiều màu sắc, màu trắng, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu đỏ. Thay đổi diện mạo mới rồi. Đường phố Nha Trang hôm nay cũng rất là đông vui và nhộn nhịp quý vị. Xe cộ, lưu lượng xe cộ là đông hơn, mình thấy đông hơn ngày thường. Còn chỗ đây là tòa nhà Mường Thanh này quý vị. Tòa nhà Mường Thanh đèn LED cũng rất là đẹp. Xe cộ rất là đông. Họ đi chơi chuẩn bị đón năm mới vậy. Có không khí biển sóng động rất là mạnh. Chỗ đây là gần công viên dân sinh nữa rồi. Ở đây là dàn đèn LED của cầu Trần Phú. Lên là có không khí của Tết liền. Ngày thường là không có đèn LED. Hình mới lắp lại đây, lắp để chuẩn bị đón Tết, đón năm mới này. Đèn LED lên rồi, rồi kêu. Mình đi dạo một vòng trên cái cầu này thử nha quý vị. Xe cộ rất là đông. Đi dạo một vòng trên cái cầu này thử nha. Đó, đèn LED rất là đẹp. Đây là thành phố Nha Trang, là chỗ nào cũng lên đèn hết rồi, lên đèn LED hết, đủ màu sắc, rất là nhộn nhịp.
phía bên này là thuộc đường Phạm Văn Đồng rồi các bạn. Phạm Văn Đồng hướng đi về Hòn Trồng rồi. Rồi mình chạy qua cái chỗ cây đây mình đi vòng lại nha. Trên cái cầu Trần Phú này quý vị có thể nhìn thấy thành phố Nha Trang luôn á, nó cao á. Có nhìn thấy dọc con đường Trần Phú này là các tòa nhà cao tầng lên đường rất là đẹp luôn rồi. Chevo chia sẻ cho quý vị cái cảnh đèn led của cầu Trần Phú đã lên đường, lên đèn dạo một vòng cầu Trần Phú cho quý vị xem, thay đổi lại cái đèn led rồi. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé, chào quý vị.